Bạn có tin rằng chỉ bằng việc quan sát, chúng ta đã góp phần tạo ra vũ trụ? Nghe có vẻ khó tin, nhưng khoa học hiện đại lại hé lộ những điều khiến ta phải suy nghĩ. Các quy luật vật lý không chỉ tồn tại ngẫu nhiên, chúng được tinh chỉnh đến mức khó tin, gần như thiết kế, để tạo điều kiện cho sự sống. Ví dụ, lục điện từ được điều chỉnh hoàn hảo để các ngôi sao hợp nhất proton và neutron tạo ra carbon khỏi xây dựng cơ bản của sự sống. Lực hạt nhân mạnh cũng vừa đủ để giữ các proton và neutron cùng nhau. Chỉ cần nó mạnh hơn một chút, vũ trụ sẽ chỉ toàn hydro. Nếu yếu hơn, hydro và mọi thứ khác sẽ không tồn tại. Thậm chí, năng lượng trong không gian trống rỗng cũng được cài đặt chính xác để cho phép vũ trụ phát triển theo cách mà sự sống thông minh có thể xuất hiện. Phải chăng, sự cân bằng đáng kinh ngạc này thực sự là ngẫu nhiên? Hay vũ trụ có thể đang phản ứng với cách chúng ta nhìn nhận nó? Khi bạn quan sát một ngôi sao, một hạt cơ bản, hay chỉ đơn giản là bầu trời đêm, liệu chính hành động đó có góp phần định hình nên vũ trụ? Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện hấp dẫn. Làm thế nào mà việc quan sát vũ trụ lại có thể làm thay đổi chính nó? Có khi nào chính vũ trụ đã tạo ra ý thức của chúng ta, hay ý thức chúng ta đã tạo ra vũ trụ này? Thật dễ dàng để cảm thấy rằng chúng ta đang ở trung tâm của mọi thứ. Trong hàng thiên niên kỷ, nhân loại đã tin rằng mình là duy nhất đỉnh cao của sự sống trong một vũ trụ dường như được thiết kế hoàn hảo để phục vụ chúng ta. Khi nhìn vào trái đất, chúng ta thấy một hành tinh có sự sống quay quanh một ngôi sao ổn định trong một thiên hà tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển. Độ nghiêng chính xác của trục trái đất, tỷ lệ oxy cân bằng trong khí quyển hay khoảng cách hoàn hảo từ mặt trời, tất cả những yếu tố này dường như được sắp xếp hoàn hảo. Nhưng điều này có thực sự đặc biệt hay tất cả chỉ là một tai nạn vũ trụ đáng kinh ngạc? Các nhà khoa học nhận thấy rằng tỷ lệ để mọi yếu tố phù hợp đến mức hoàn hảo như vậy là cực kỳ nhỏ. Chỉ một thay đổi nhỏ trong các tham số vật lý như lực điện tử, lực hạt nhân mạnh hoặc năng lượng tối, vũ trụ đã có thể trở thành một nơi hoàn toàn khác, không phù hợp cho sự sống. Điều này làm dấy lên câu hỏi, liệu vũ trụ có được thiết kế để tạo điều kiện cho sự sống hay chúng ta chỉ đơn giản là may mắn? Và nếu trái đất thực sự đặc biệt như vậy, điều đó nói lên điều gì về phần còn lại của vũ trụ? Liệu những điều kiện tương tự có thể tồn tại ở nơi nào khác, hay chúng ta thực sự cô độc giữa không gian rộng lớn này? Để giải thích điều này, các nhà vật lý đã phát triển ý tưởng về nguyên tắc nhân học. Nguyên tắc này cho rằng vũ trụ có các đặc tính như hiện nay, bởi vì nếu không, chúng ta đã không tồn tại để quan sát nó. Đây không phải là một sự biện minh ngẫu nhiên, mà là một cách tiếp cận dựa trên logic. Chỉ trong một vũ trụ hỗ trợ sự sống, những sinh vật thông minh như chúng ta mới có thể tồn tại để đặt câu hỏi. Hãy tưởng tượng bạn đang đeo một cặp kính được chế tạo hoàn hảo cho đôi mắt mình. Khi nhìn qua kính, thế giới trông rõ ràng, cân đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới được thiết kế để phù hợp với bạn, mà chính cặp kính đã cho bạn khả năng nhìn nó theo cách đó. Tương tự, phải chăng chính sự tồn tại của chúng ta đã định hình cách chúng ta nhìn nhận một vũ trụ dường như hoàn hảo? Đồng thời, các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng về một vũ trụ đa nguyên, nơi tồn tại vô số vũ trụ với những hạng số vật lý khác nhau. Và chỉ những vũ trụ phù hợp cho sự sống mới có thể chứa các sinh vật thông minh như chúng ta. Nếu đúng như vậy, có lẽ chúng ta không đơn độc, và trái đất chỉ là một trong vô số thế giới mà sự sống có thể nảy nở. Điều này mở ra một câu hỏi sâu sắc. Chúng ta chỉ là người quan sát, hay bằng chính sự tồn tại và cách chúng ta nhận thức, chúng ta đã tạo ra ý nghĩa và định hình chính vũ trụ này? Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa một bữa tiệc và có một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ ở ngay trung tâm. Chiếc bánh đó tình cờ có hương vị và lớp phủ hoàn toàn theo sở thích của bạn. Dường như nó được làm ra để dành riêng cho bạn, nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. Có thể bạn chỉ đang dự tiệc tại nơi chiếc bánh vốn đã được chuẩn bị sẵn theo cách này, không phải vì bạn, mà vì sự tình cờ. Nguyên tắc nhân học cũng hoạt động theo cách tương tự. Nó không gợi ý rằng vũ trụ được thiết kế riêng cho sự sống, mà chỉ đơn giản là sự sống tồn tại, vì chúng ta may mắn ở trong một vũ trụ có những điều kiện phù hợp. Nếu các yếu tố như năng lượng tối, lực hấp dẫn hay hạng số vật lý hơi khác đi, vũ trụ có thể đã trở thành một nơi hoàn toàn không thể tồn tại sự sống. Nhưng chính vì những điều kiện này phù hợp, chúng ta có thể ở đây để quan sát và tự hỏi về sự hoàn hảo của vũ trụ. Có hai phiên bản chính của nguyên tắc nhân học. Phiên bản yếu chỉ ra rằng các điều kiện của vũ trụ phải như vậy, bởi vì nếu không, chúng ta đã không tồn tại để quan sát. Nhưng phiên bản mạnh hơn lại gợi ý rằng vũ trụ không chỉ ngẫu nhiên thích hợp cho sự sống, mà nó phải phát triển theo cách dẫn đến sự sống thông minh. Ý tưởng này ám chỉ rằng sự sống không chỉ là một kết quả ngẫu nhiên, mà là một tính năng quan trọng của vũ trụ. Tuy nhiên, câu hỏi sâu hơn vẫn tồn tại. Nếu sự sống là kết quả tất yếu, điều này có nghĩa là vũ trụ đã được thiết kế.
hay đây chỉ đơn giản là sự tiến hóa tự nhiên của vật lý? Một số nhà khoa học phản bác là ý tưởng vũ trụ được tùy trình cho chúng ta, vì phần lớn không gian trong vũ trụ là cực kỳ khắc nghiệt, không phù hợp cho sự sống. Không gian rộng lớn, lạnh lẽo hoặc nóng bỏng và đầy bức xạ, những nơi mà sự sống như chúng ta biết sẽ không thể tồn tại. Nhưng ngay cả khi sự sống chỉ là một điều kỳ diệu nhỏ trong vũ trụ khổng lồ, nó vẫn đặt ra những câu hỏi khó. Tại sao chúng ta lại tồn tại? Một số nhà vật lý và triết gia thậm chí còn đảo ngược câu hỏi. Theo một phiên bản khác của nguyên tắc nhân học, không phải vũ trụ tạo điều kiện cho sự sống, mà chính ý thức của chúng ta, thông qua việc quan sát và trải nghiệm đã tạo ra ý nghĩa cho vũ trụ. Hãy nghĩ về câu hỏi triết học. Nếu một cái cây đổ trong rừng mà không ai nghe thấy, liệu nó có tạo ra âm thanh không? Tương tự, có thể nào vũ trụ chỉ tồn tại bởi vì chúng ta đang ở đây để quan sát và suy ngẫm về nó? Ở góc nhìn này, ý thức của chúng ta không phải chỉ là kết quả của vũ trụ, mà chính là một phần không thể thiếu, làm cho vũ trụ trở thành chính nó. Ý thức, một khái niệm tưởng như gần gũi nhưng lại vô cùng bí ẩn. Hãy thử hình dung, nếu không có chúng ta hoặc những sinh vật có khả năng quan sát, liệu vũ trụ có tồn tại để mà được nói đến hay không? Ý thức được hình thành không chỉ qua hành động quan sát mà dường như chính nhờ ý thức, thực tại mới được định hình. Đây là một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất, không chỉ trong giới triết học, khoa học, mà còn đối với bất kỳ ai từng tự hỏi về bản chất của thực tại. Dù khoa học đã đạt được những bước tiến vượt bậc, chúng ta vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng về ý thức là gì hay nó xuất phát từ đâu. Não bộ có thể được lập bản đồ và các chức năng của nó có thể được hiểu, nhưng điều đó không lý giải được tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ, cảm xúc và sự tự nhận thức. Một số giả thuyết cho rằng ý thức chỉ là một sản phẩm phụ của hoạt động sinh học, một sự tình cờ trong quá trình tiến hóa. Nhưng nếu câu chuyện không đơn giản như vậy, nếu ý thức không phải chỉ là kết quả của các neuron thần kinh hoạt động, mà thay vào đó, nó là một thứ gì đó cơ bản, gắn liền với cấu trúc của vũ trụ ngay từ đầu. Hay nói cách khác, có phải vũ trụ đang tự điều chỉnh ý thức của chúng ta? Có những lý thuyết như thuyết toàn tâm luận, panpsychism, đề xuất rằng ý thức không phải là độc quyền của con người hay các sinh vật sống, mà là một tính chất cơ bản của mọi vật chất. Theo quan điểm này, ngay cả các hạt nguyên tử nhỏ bé cũng mang một dạng nhận thức thô sơ nào đó. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng các hạt cơ bản dường như thay đổi hành vi của chúng khi bị quan sát. Như thể sự quan sát hoặc một dạng tương tác ý thức nào đó là cần thiết để định hình thực tế. Câu hỏi thực sự khiến tâm trí chúng ta phải bận tâm là nếu ý thức không chỉ nhận thức thực tế mà còn tạo ra thực tế, thì điều gì sẽ xảy ra trước khi có ý thức? Một số lý thuyết lượng tử gợi ý rằng thực tại không hoàn toàn xác định cho đến khi được quan sát. Các hạt tồn tại trong trạng thái xác suất như một biển khả năng vô tận cho đến khi ý thức thu gọn chúng thành một thực tại cụ thể. Nếu điều này đúng, ý thức không còn là một hiện tượng thụ động, mà là một lực chủ động định hình thế giới xung quanh. Vậy thì, trước khi có bất kỳ ý thức nào tồn tại để quan sát, liệu vũ trụ có chỉ là một trạng thái tiềm năng, một vùng mờ mịt chưa thành hình? Hay có thể vũ trụ thực sự bắt đầu khi ý thức lần đầu xuất hiện để tương tác với nó? Những câu hỏi này không chỉ làm đảo lộn cách chúng ta hiểu về thực tại, mà còn mở ra một viễn cảnh nơi ý thức và vũ trụ là hai mặt của cùng một đồng xu, không thể tồn tại mà không có nhau. Cơ học lượng tử đã thách thức sâu sắc những hiểu biết truyền thống của chúng ta về thực tế. Một trong những ý tưởng nổi bật nhất là sự chống chặt trạng thái được minh họa bằng nghịch lý con mèo của Schrödinger. Trong thí nghiệm tưởng tượng này, Schrödinger đặt ra một tình huống giả định. Một con mèo được nhốt trong một chiếc hộp kín cùng với một cơ chế lượng tử bao gồm một hạt nhân phóng xạ, một máy giò và một chai chất độc. Nếu hạt nhân phân rã, máy giò sẽ kích hoạt cơ chế làm vỡ chai chất độc, giết chết con mèo. Nếu hạt nhân không phân rã, con mèo vẫn sống. Điều thú vị nằm ở chỗ, theo cơ học lượng tử, hạt nhân phóng xạ tồn tại trong trạng thái chống chất, vừa phân rã vừa không phân rã cho đến khi có người quan sát. Do đó, con mèo cũng được coi là ở trạng thái chống chất, vừa sống vừa chết cùng một lúc. Chỉ khi chiếc hộp được mở ra và chúng ta quan sát, trạng thái của con mèo mới sụp đổ về một trong hai khả năng, hoặc sống hoặc chết. Nghịch lý này không chỉ là một bài toán triết học, mà còn nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng của cơ học lượng tử, sự liên kết giữa quan sát và thực tại. Nó đặt ra câu hỏi liệu thực tại có tồn tại độc lập hay chỉ trở thành hiện thực khi có ý thức quan sát. Con mèo của Schrödinger đã trở thành biểu tượng của những điều kỳ lạ trong cơ học lượng tử, minh họa rõ ràng rằng, ở cấp độ vi mô, thực tế không hành xử theo cách quen thuộc mà chúng ta trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Một trong những phát hiện kỳ lạ nhất từ cơ học lượng tử là thực tế dường như không cố định cho đến khi được quan sát. Nhà vật lý John Archibald Wheeler, một trong những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20, đã đưa ý tưởng này tiến xa hơn với khái niệm vũ trụ tham gia.
Participatory Universe. Theo ông, việc quan sát không chỉ tiết lộ thực tế mà còn đóng vai trò tạo nên nó. Wheeler lập luận rằng hành động đo lường có thể thu gọn vô số khả năng thành một kết quả duy nhất, định hình tiến trình của vũ trụ. Ý tưởng này được củng cố qua thí nghiệm khe đôi, Double Slit Experiment nổi tiếng. Trong thí nghiệm, ánh sáng thể hiện tính chất vừa như hạt vừa như sóng, tùy thuộc vào cách chúng ta quan sát. Nếu thiết bị đồ đạc được sử dụng để xác định đường đi của photon qua một trong hai khe, nó hành xử như một hạt, tạo thành hai vết sáng tương ứng với hai khe. Nhưng nếu không đồ đạc đường đi, photon lan tỏa như một sóng, tạo nên mẫu giao thoa trên màn quan sát. Điều kỳ lạ nhất là các photon dường như biết khi nào chúng đang bị quan sát và thay đổi hành vi của mình theo đó. Nhà vật lý John Wheeler đã mở rộng thí nghiệm này với ý tưởng lựa chọn trì hoãn, đặt câu hỏi: liệu photon có tồn tại như một hạt hay sóng trước khi được quan sát, hay chính hành động quan sát mọi quyết định trạng thái của nó? Ý tưởng này thách thức trực giác và nhấn mạnh rằng trạng thái của các hạt vi mô có thể không được xác định trước khi có sự quan sát hoặc đo lường. Wheeler còn đưa khái niệm này vào quy mô vũ trụ với một phiên bản thí nghiệm khe đôi, lớn hơn. Ông hình dung ánh sáng từ một quasar xa xôi, cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn của một thiên hà khổng lồ, tạo thành hai đường đi khác nhau đến trái đất. Khi ánh sáng từ quasar đến, nếu chúng ta đặt một kính thiên văn để quan sát mọi đường riêng lẻ, photon hành xử như hạt, di chuyển dọc theo một đường xác định. Nhưng nếu thiết lập để ánh sáng từ cả hai đường hội tụ tại một máy dò, chúng hành xử như sóng, gộp lại thành một thực thể thống nhất. Điều kỳ diệu là, hành động quan sát trong hiện tại dường như không chỉ quyết định ánh sáng hành xử như hạt hay sóng, mà còn ảnh hưởng đến sự kiện đã xảy ra từ hàng tỷ năm trước, khi ánh sáng rồi qua già. Theo Wheeler, điều này ám chỉ rằng thực tại không tồn tại như một điều gì đó khách quan, cố định. Thậm chí, quá khứ cũng không thực sự cố định cho đến khi chúng ta đo lường nó. Ý tưởng này mở ra một câu hỏi sâu sắc. Nếu vũ trụ không tồn tại độc lập mà chỉ trở thành hiện thực khi có sự tham gia của ý thức, vậy thì chính hành động quan sát của chúng ta có thể định hình không chỉ hiện tại mà cả lịch sử của vũ trụ. Một thực tại mà sự hiện hữu và bản chất phụ thuộc vào người quan sát, liệu đó có phải là một cách nhìn mới hoàn toàn về thực tế? Vũ trụ có thể không chỉ là sân khấu cho sự sống, mà còn là một vũ điệu giữa thực tại và ý thức của chính chúng ta. Ý tưởng này thách thức cách chúng ta hiểu về thời gian và không gian. Nếu đúng, thì quá khứ, hiện tại và tương lai không cố định, mà chỉ được tạo ra khi chúng ta quan sát. Thay vì chỉ là những cư dân thụ động, chúng ta trở thành những người tham gia tích cực, định hình vũ trụ từ khoảnh khắc đầu tiên đến số phận cuối cùng của nó. Nhưng nếu điều này đã đủ gây kinh ngạc, giả thuyết đa vũ trụ của Hugh Everett còn đưa chúng ta vào một vùng suy nghĩ kỳ lạ hơn nữa. Trong khi Wheeler nhấn mạnh rằng ý thức định hình thực tại, Everett đề xuất rằng mọi khả năng của một sự kiện lượng tử đều xảy ra, nhưng ở các vũ trụ song song. Khi bạn chọn một hướng đi, một phiên bản khác của bạn đang chọn hướng ngược lại ở một thực tại khác. Điều này có nghĩa rằng mọi quyết định, mọi hiện tượng nhỏ đều dẫn đến sự phân nhánh của vũ trụ. Bạn không chỉ quan sát, mà chính ý thức của bạn cũng có thể quyết định nhánh thực tại mà bạn sẽ trải nghiệm. Cả hai giả thuyết đều đưa ra ý tưởng rằng chúng ta không đơn giản là những khán giả, mà là những yếu tố trung tâm trong sự hình thành của vũ trụ. Tóm lại, thực tại có thể không chỉ độc lập tồn tại, mà cần sự tham gia của chúng ta, những người quan sát có ý thức. Liệu vũ trụ tạo ra chúng ta, hay chính chúng ta tạo ra vũ trụ? Điều này không chỉ làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ, mà còn làm sáng tỏ mối liên kết sâu sắc giữa thực tại và ý thức, một mối liên hệ kỳ bí và kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng. Khi nhìn sâu vào những giả thuyết này, chúng ta nhận ra rằng thực tại không chỉ kỳ lạ hơn chúng ta tưởng, mà còn có mối liên kết sâu sắc với chính ý thức của mình. Cho dù đó là vũ trụ tham gia của Wheeler hay đa vũ trụ của Everett, cả hai đều cho thấy rằng chúng ta không chỉ là những người quan sát thụ động, mà còn là những người tham gia tích cực, đồng sáng tạo nên chính thực tại mà mình đang sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu bạn thấy nội dung này thú vị và muốn đồng hành cùng Kitten Explorer trong hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Hãy cùng nhau mở rộng tri thức và khám phá nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Tôi là Kitten, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.